Người xưa có câu nói nổi tiếng, dinh dĩ thực di thiên, để nhấn mạnh rằng việc ăn uống vô cùng quan trọng. Tất cả các chất dinh dưỡng trong khung hình lấy từ thực phẩm, nhưng một số trong những thói quen ăn uống sai lầm sẽ khiến tăng nguy cơ tiềm ẩn ung thư thực quản, sức đề kháng của bạn sẽ càng sớm thay đổi theo chiều hướng xấu. Những thói quen ăn uống hoàn toàn có thể gây ung thư thực quản. 1. Thích ăn đồ ăn nóng. Các nghiên cứu và phân tích đã bắt gặp ra rằng niêm mạc thực quản ngăn biểu mô miệng chỉ hoàn toàn có thể chịu các loại thực phẩm khoảng 40 cờ đến 60 cờ. Khi thức ăn vượt quá 60 cờ, nó sẽ gây bỏng ở thực quản ngăn niêm mạc miệng, ăn nó sẽ cải cách và phát triển thành ung thư thực quản sau khoảng thời gian bị ảnh hưởng ăn kích thích nhiều lần như vậy. Khi ăn, cố gắng ăn thức ăn đến khoảng 40 cờ, đặc biệt là khi ăn lẩu hoặc thức ăn cay. 2. Ăn uống vội vã, gấp gáp như hổ báo. Nếu tốc độ ăn quá nhanh, dễ làm tổn thương thực quản ngăn thực quản không bảo vệ nếu miệng bạn không nhai kỹ để thực phẩm làm miệng một cách cẩn thận. Không cắt chế, ăn không nhai kỹ sẽ không dễ tiêu hóa, làm tăng gánh nặng lên đường tiêu hóa, gây khó tiêu, đau dạ dày ăn ở nóng. Ngoài ra, ăn quá nhanh không hề để não nhận tín hiệu no kịp thời, do đó làm tăng lượng thức ăn ăn gây ra béo phì. Nhai chậm trong những lúc ăn, ăn nhai ít nhất 20 lần mỗi miếng ăn để bảo vệ thực phẩm nghiền nhỏ trước khi nuốt. 3. Thường xuyên nhịn ăn sáng. Một số người bỏ lỡ bữa sáng vì chúng ta bận rộn, nhưng điều đó sẽ ảnh hưởng đến trạng thái lòng tin trong một thời gian dài, sau đó ảnh hưởng đến trí nhớ, làm giảm hiệu quả công việc ăn chúng ta tập, đồng thời gây tổn thương nghiêm trọng cho niêm mạc dạ dày. Cho dù bạn bận rộn chúng ta tập hay thao tác đến đâu, bạn cũng phải có kế hoạch dành thời gian cho chính bản thân thưởng thức một bữa sáng bổ dưỡng. Cố gắng không ăn thức ăn nhiều dầu mỡ như rán hoặc bánh chế biến chứa nhiều dầu. 4. Thường xuyên ăn quá nhiều. Mỗi bữa ăn bạn đều ăn quá no sen cho đường tiêu hóa luôn trong tình hình đầy cứng. Niêm mạc dạ dày không nghỉ ngơi ăn sữa chữa, dẫn đến tình hình bị suy yếu nói chung, sau đó sẽ gây ra tình hình đau bụng, đau dạ dày ăn khó tiêu. Ngoài ra, thói quen ăn quá no sẽ gây ra tổn thương nhiều lần cho niêm mạc thực quản, làm tăng nguy cơ tiềm ẩn ung thư thực quản. Lời khuyên dành cho chính mình là chỉ nên ăn no khoảng 80% sức chứa của dạ dày trong từng bữa ăn. 5. Ăn đêm trước khi đi ngủ. Ăn bữa khuya trước khi đi ngủ sẽ giữ lại được thức ăn nằm phí trong dạ dày, gây khó tiêu, mất ngủ ăn đầy hơi. Không cắt dậy, đi ngủ ngay sau khoảng thời gian ăn sẽ gây ra trào ngược axit, gây tổn thương niêm mạc thực quản ngăn làm tăng nguy cơ tiềm ẩn ung thư thực quản. Bạn cần chú ý nguyên tắc, ăn tối cách ít nhất 3 giờ giữa bữa ăn ăn ngủ. Nếu bạn đói, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ các loại hạt hoặc uống một ly sữa. Lời khuyên thêm. Khi bạn đang ăn, bạn cần phải tập kết ăn đô việc ăn uống của mình. Bạn không ăn trong những lúc vẫn xem điện thoại thông minh hoặc bị ảnh hưởng bởi các nhân tố khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc tiêu hóa ăn hấp thu của đường tiêu hóa. Tạo một bầu không gian ăn uống tốt, ăn tập kết tất cả sự chú ý của chúng ta ăn đô thức ăn. Tránh cao nhất thói quen xấu trong ăn uống là ăn thiên lệch, kén tăng ăn thiếu điều độ. Nên lựa tăng chính sách ăn cân bằng dinh dưỡng phù hợp với nhu yếu của khung hình để ngăn ngừa suy dinh dưỡng. Duy trì chính sách ăn uống với thời gian đều đặn, số lượng hài hòa và hợp lý để ngăn cản phải giảm cân bằng cách ăn kiêng, không ăn quá nhiều, ăn chỉ ăn no khoảng 70% bản lĩnh trong những bữa là tốt nhất. Bệnh ung thư thực quản càng ngày càng trở nên phổ cập, ăn nguy cơ tiềm ẩn bận rộn bệnh cao. Bạn nên chú ý. Nguồn: Bác sĩ gia đình,